Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề Thời tới cản không kịp, tốt những con giáp trong ngày 25-26 tháng 3. May mắn ngút trời, vận khí thăng hoa, giàu sang chỉ là chuyện nhỏ. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi xem mình có nằm trong tốt những con giáp may mắn này không nhé. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn 2 ngày cuối tuần 25 và 26 tháng 3. 3 con giáp may mắn ngút trời, vận khí thăng hoa, giàu sang chỉ là chuyện nhỏ. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp Tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Chính vì thế mà xung quanh con giáp này cũng có quý nhân. Tử vi học có nói rằng trong 3 ngày cuối tuần, những người Tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời. Đây được xem là thời cơ hoàng kim để giúp con giáp may mắn có tất cả, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. Không những thế, bản mệnh còn gặp được nhiều cơ hội hiếm có, giúp cuộc sống của họ trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện và lên một tầm cao mới. Người Tuổi Mão khá có duyên, lúc nào cũng tươi cười nhã nhặn, nên rất dễ dàng trong việc dạy được thiện cảm với người xung quanh, kể cả người cùng giới, người khác giới, đồng nghiệp lẫn cấp trên. Họ cũng là người rất giỏi trong việc tạo bầu không khí cho đội nhóm. Vì khá khéo léo nên con giáp Tuổi Mão rất nũng nịu, nên khi nhờ ai đó thì đối phương rất khó từ chối. Do có sự cảm nhận tốt nên con giáp Tuổi Mão rất nhanh chóng trong việc nhìn ra được mấu chốt, cách thức làm việc gì đó, nên ngay cả những trải nghiệm lần đầu họ đều có thể thực hiện được trong một thời gian ngắn. Hơn thế nữa, người Tuổi Mão còn có khả năng pha chế, sáng tạo ra một điều gì đó mang bản sắc của riêng mình. Do lanh lợi khéo léo nên họ quan tâm tới nhiều lĩnh vực sở thích ngoài ra trong công việc hay cuộc sống. Do sự tháo vát của mình mà họ xây dựng được mối quan hệ rộng. Người Tuổi Mão là người hài hước, có được trời ban cho sự hài hước và cũng thích sự hài hước. Họ rất nhanh chóng hòa nhập với bầu không khí và cách giỏi làm người khác cười. Do coi trọng tiếng cười nên người Tuổi Mão không thích sự đấu đá và tranh chấp. Họ nghĩ rằng sự hài hước có thể làm con người ta cảm thấy bớt căng thẳng và sự đối kháng. Đặc điểm của người Tuổi Mão là không thích hành động riêng lẻ. Do đó họ thích hoạt động đội nhóm cũng như giỏi trong việc giữ một vai trò quan trọng nào đó trong đội nhóm. Do có sự duyên dáng và hài hước mà con giáp Tuổi Mão nhanh chóng rút dần được khoảng cách với ngay cả người có phần khác biệt. Từ bên ngoài, người Tuổi Mão tỏ ra là người không thích tranh đấu, nhưng từ ra bên trong họ nhận thức về việc không muốn thua kém người khác khá cao. Do đó mà họ luôn cố gắng trong thể thao, học hành và công việc, nên có khả năng giành được một vị thế khá cao. Tuy là người luôn ưu tiên sự hợp tác, hiệp lực nhưng không thêm phi, thể hiện rõ tinh thần cạnh tranh của mình. Là một người lạc quan, ưu tiên cho những điều thú vị, nên con giáp Tuổi Mão rất thích vui chơi, lúc nào họ cũng tìm kiếm những điều hay ho và thú vị. Thay vì ở nhà một mình, họ luôn thích ra ngoài chơi và chơi các hoạt động có nhiều người tham gia. Mặc dù là người theo phong trào outdoor nhưng đối với các trò chơi trong nhà như game thì họ cũng rất tích cực. Người Tuổi Mão khi hứa là một điều gì đó thì sẽ thực hiện, có ân nhất định trả, như là nghe tâm sự nỗi niềm từ ai đó, luôn ứng xử một cách chân thành và luôn mong muốn cùng đối phương tìm cho ra được câu trả lời để giải quyết vấn đề. Khi bạn bè gặp hoạn nạn không đứng nhìn, nếu như được nhờ vả luôn nỗ lực giải quyết. Đây cũng chính là lý do vì sao mà con giáp Tuổi Mão thích sự hoạt động theo đội nhóm và nơi đông người. Họ không giỏi trong việc ở một mình, nên lúc nào con giáp Tuổi Mão cũng thích ở cùng với một ai đó, họ ghét sự cô đơn. Khi không có ai ở bên cạnh, họ thường liên lạc ngay với ai đó, và nếu không hề có hồi âm, họ có xu hướng trở nên bất an và khó chịu. Do đó, một lúc nào họ cũng tạo ra cho mình một thời gian biểu với xây đặt các kế hoạch.
người tuổi Mão sẽ bị mê hoặc và quyến rũ, giao tiếp trở nên có ích với đối phương. Nên con giáp tuổi Mão không giỏi từ chối khi được nhờ vả và cũng dễ bị mê hoặc, thu dỗ của khác giới. Điều này cũng có thể được giải thích là do họ không thích sự cô đơn, không chỉ chuyện tình cảm, mà rất dễ bị xúc động khi nhận được lời mời của nhân viên tư vấn chuyển việc hay săn đầu người. Chỉ cần từ ngữ có vẻ hấp dẫn một chút là liền dễ nghe và tin theo. Là một người năng động, thích sự thú vị, nhưng nhiều lúc người tuổi Mão khá thất thường, họ rất tích cực trong việc học hỏi điều này với những sở thích mới. Điều đó có thể nói là họ có sự hiếu kỳ cao, nhưng đôi khi nhanh chán và không kiên định. Người tuổi Mão cũng rất thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo và trong cuộc sống và trong công việc. Nhưng người tuổi Mão đều là những con mắt tinh tế, biết cảm thông, họ ghét bạo lực và luôn tìm kiếm sự thanh minh. Họ là người có tài yêu cái đẹp và rất biết cách thưởng thức cái đẹp và ham mê sâu sang. Người tuổi Mão có tài nói năng lưu loát, thích giao thiệp, nhưng họ cũng thích bịa chuyện. Những cách bịa đặt rất tài tình thì cách người tuổi Mão thuộc loại người sống nội tâm, ưu tư rất dễ mùi lòng hay thậm chí rất dễ rơi nước mắt. Họ cố tỏ ra thờ ơ hờ hứng trước những lời nhận xét của người khác, nhưng thực ra họ lại hoàn toàn chi sụp khi bị phê bình. Người tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương vô bờ dành cho gia đình. Gia đình là nguồn động lực thúc đẩy dành cho họ. Họ rất dịu dàng gần gũi với những người họ thực sự yêu mến, nhưng lại vô cùng thờ ơ vô tình, thậm chí là làm tổn thương với người mà họ không thích. Tính cách của tuổi Mão vừa dịu dàng tao nhã nhưng cũng vừa buông thả bừa bãi. Cảm ơn quý chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có khả năng kiếm tiền tài giỏi vì họ nhanh nhẹn trên thương trường, biết nắm bắt cơ hội. Chỉ cần họ nhìn thấy khả năng khả quan là bắt tay vào làm ngay, không để người khác chạy trước mình. Theo dự báo trong 2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tỵ nhờ có tầm nhìn xa trông rộng độc đáo mà thu được lợi lớn. Với năng lực và chăm chỉ rắn giỏi của mình, Tỵ sẽ sớm kiếm được bộn tiền, đời sống càng ngày càng sung túc hơn rất nhiều. Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Tỵ là con giáp thường có biểu hiện sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập các kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Người tuổi Tỵ sẵn lòng chia sẻ kiến thức nhưng không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất kỳ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Kỹ năng giao tiếp của tuổi Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong cách ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói cay cắt. Bên cạnh đó họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ người khác. Con giáp này thích những cuộc trò chuyện thú vị nhưng rất ghét những chuyện vô bổ phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay và đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với con giáp này về những đề tài nhàm chán chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm khi nhấn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, những người tuổi Tỵ không mở lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào có thể kiên nhẫn như Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Người sinh năm Tỵ cũng rất bền bỉ. Họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó khó khăn tới mức nào. Hết sức kiên định trong mọi việc, tuổi Tỵ rất ghét bị thất bại. Hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm tới nhiều các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Tuổi Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng. Bản tính cứng đầu và thói quen từ chối những lời góp ý có tính xây dựng khiến người tuổi Tỵ có thể gặp muôn rắc rối không cần thiết. Tỵ khó chấp nhận lời khuyên của người khác nhưng con giáp này khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuổi Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình đang làm. Người sinh năm Tỵ có rất nhiều người khá trơn tru, miệng lưỡi trơn tru, rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ tuổi Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng.
tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối. Trong bất cứ công việc gì thì cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc cho một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, thể tỷ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Người tuổi tỷ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng, hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ kinh tế với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình kỹ rồi mới vào cuộc. Trong kinh doanh, tuổi tỷ rất thông minh, biết có dài thời gian thỏa thuận để ra tay, hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín muồi. Người sinh năm tỷ từng gặp may mắn về vấn đề tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành nghỉ yên nghỉ để yên tĩnh nghe nhạc, đọc sách, nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Vì bề ngoài có vẻ lười biếng, bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất và quan hệ công chúng. Cảm ơn quý chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn cuối cùng được nhắc tới chính là con giáp tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thường thật thà, thẳng thắn, hoặc là con giáp nói được làm được, luôn giữ chữ tín. Vì vậy người tuổi này được nhiều người yêu quý và tin tưởng. Muốn hợp tác làm ăn, người tuổi này hay giúp đỡ mọi người xung quanh mà không toan tính và nề hà gì. Tử vi học có nói rằng trong 3 ngày cuối tuần là thời điểm tốt để con giáp này nỗ lực bứt phá trong sự nghiệp. Được sự ưu ái của cấp trên, người tuổi Tuất có thể cơ hội thể hiện tài năng, ý tưởng của bản thân mình. Con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, thu nhập cùng lúc càng dồi dào và càng lên hương đó. Người tuổi Tuất là một con vật có tâm địa tốt, lương thiện, một lòng một dạ, hết lòng vì công việc. Ở họ luôn có lòng kiên định và có dũng khí lao lên phía trước với mục tiêu, sống nhiệt tình, trung thành, yêu cầu cá nhân ít, có lòng thương người và hay đồng cảm với nỗi khổ đau, mất mát của người khác, nhiều chính nghĩa, khiêu chiến với những bất công vô lý, ghét gian tà xảo trá, thích tự do, bình đẳng và dân chủ, có khả năng chịu được đưa gian khổ hoạn nạn và đồng hóa được hoàn cảnh môi trường. Khi làm việc thường khách quan, chú ý hiện thực, khi nói năng chú ý lý lẽ đầu đuôi. Theo quan điểm đúc kết của dân gian, người tuổi Tuất thường là người thường có nhanh nhẹn, trung thực, có trí thông minh, cả sự nhẫn nại nhất trong 12 con giáp. Do đó cuộc đời của tuổi Tuất thường an yên, sống sung túc như ăn ở lương thiện, lấy đạo đức làm gốc và giúp đỡ người khác là trách nhiệm. Bên cạnh đó, người tuổi Tuất cũng có quan điểm sống khá cởi mở, thân thiện và đặc biệt là rất lạc quan từ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời, người tuổi này cũng đặc biệt rất nhạy cảm, nhất là với người nữ tuổi Tuất, đôi khi nhạy cảm có thể dẫn người tuổi Tuất đến những quyết định dựa trên tình cảm, nhiều hơn là trên lý trí. Trong các mối quan hệ, bạn bè và ngoài xã hội thì tuổi Tuất rất thân thiện, thích giao thiệp bạn bè. Do đó, người tuổi Tuất có nhiều bạn bè và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những mối quan hệ xã hội. Người tuổi Tuất có các cuộc đời khó mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển và thịnh vượng, vốn là những người thông minh hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành một cách thành công và xuất sắc. Đối với tuổi Tuất là nghề kinh doanh buôn bán thì bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn. Trong đầu tư kinh doanh thì phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản thì người tuổi Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của người tuổi Tuất cũng gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Người tuổi Tuất có đặc điểm tâm lý rất thích đi chơi, đón đây và những chuyến viễn du như thế họ rất thỏa thích. Tuổi Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép và bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ và trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với các con giáp khác, người tuổi Tuất thường trưởng thành sớm, chỉ nghĩ giả dặn hơn. Người tuổi Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực.
trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra Tuổi Tuất có người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người xung quanh. Tuổi Tuất là người thích giao tiếp kết bạn, bởi vậy họ luôn có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Những người Tuổi Tuất thường là người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Tính cách gắn liền với người Tuổi Tuất và sự thẳng thắn, trung thực, công bằng và hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích tập thể chung lên trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa tử dụng vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì, họ vẫn có thể vừa thực hiện lý tưởng vừa có thể thu hoạch lợi ích nhất định. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhíu mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, nếu đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng, tốt bụng hay quan tâm giúp đỡ người khác ở họ. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ. Cảm ơn quý anh chị Tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị Tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn 2 ngày cuối tuần. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.